Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Wi-Fi Aruba dòng Unify. Đây là dòng Wi-Fi đời sau của Aruba. Tất cả các AP đều chạy chung một phiên bản là Unify. Do vậy thì nó có thể cấu hình làm Virtual Controller để quản trị các AP khác, hoặc có thể chạy với controller mà không cần phải thay đổi OS. Các dòng Wi-Fi Unify hiện tại mà chúng ta hay sử dụng là các dòng AP303, AP505, AP515. Ngoài ra thì các bạn có thể check trong datasheet dòng nào sử dụng firmware Unify thì đều có thể sử dụng hướng dẫn này nhé. Nếu trong một mạng có controller cứng thì các bạn chỉ cần đảm bảo là firmware tương thích với controller thì các AP sẽ tự roi vào. Virtual Controller là giải pháp Wi-Fi được thiết kế cho các mô hình mạng nhỏ nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư cho controller và các license kèm theo, nhưng vẫn cung cấp hầu hết các tính năng của một controller thông thường. Một AP trong hệ thống sẽ vừa đóng vai trò là Master AP với nhiệm vụ như controller trong hệ thống, vừa như một AP để phát Wi-Fi. Điều này giúp cho việc mở rộng hệ thống hết sức dễ dàng và tiện lợi, đồng thời cũng có tính dự phòng cao. Vì khi mà Master AP gặp sự cố hoặc bị đưa ra khỏi hệ thống, thì các AP còn lại sẽ tự bầu chọn ra một AP khác là Master AP. Đầu tiên, các bạn cắm nguồn cho thiết bị. Các bạn lưu ý là chỉ cắm một AP sẽ là Master lên trước, sau khi cài đặt xong thì mới cắm các AP khác nhé. Nếu có nhiều mã AP khác nhau thì các bạn nên sử dụng các mã cao để làm master, vì thường dòng cao thì cấu hình phần cứng cũng sẽ cao hơn. Với các AP mà có nhiều cổng thì các bạn cần cắm vào cổng E0 nhé. Các bạn có thể kết nối AP trực tiếp vào mạng hoặc chỉ cần bật nguồn lên là được. Dòng Unify thì sẽ không yêu cầu phải cắm vào mạng có DHCP như với dòng IAP cũ. Sau khi AP bật nguồn lên thì các bạn để ý trên AP đèn Wi-Fi nhấp nháy là ok rồi đấy. Lúc này trên laptop các bạn sẽ thấy một SSID không có password là Set Me Up, phía sau là mark của thiết bị. Các bạn kết nối với SSID này. Ngay khi các bạn kết nối vào AP thì nó cũng đã tự động mở một trang web ra rồi. Các bạn chỉ cần vào web đó là có thể cấu hình. Laptop sẽ nhận IP dài 172.31.98.0/23. Địa chỉ IP của AP lúc này sẽ là 172.31.98.1. Đăng nhập vào AP với tài khoản mặc định là admin. Password sẽ là serial của AP. Các bạn có thể xem trên tem của thiết bị. Lưu ý là password chúng ta phải viết hoa đúng theo serial nhé. Sau khi truy cập vào thì AP sẽ yêu cầu đổi password. Các bạn đổi pass đi là được. Phần này thì các bạn chọn country code. Nó sẽ ảnh hưởng đến công suất phát của anten. Khi các bạn chọn Việt Nam thì nó sẽ giới hạn tổng công suất cao nhất xuống 23 dBm thôi. Khi đó thì khoảng cách phát sóng của AP sẽ ngắn hơn. Phần Aruba Central này thì cần license nên các bạn có thể bỏ qua nhé. Giao diện của Aruba Virtual Controller cũng khá đơn giản thôi. Mình đang chạy phiên bản 8.7.1, các dòng Wi-Fi mới thì đều chạy bản 8 nên là giao diện cũng giống nhau thôi. Mặc dù là controller ảo nhưng mà Aruba thiết kế giao diện tương đối đầy đủ. Trong phần client, các bạn có thể show chi tiết những ai đang kết nối vào Wi-Fi và các thông số liên quan. Đây là laptop của mình. Phần quan trọng nhất mà các bạn cần quan tâm là thông số signal và speed này. Hai chỉ số này sẽ liên quan đến nhau. Chỉ số signal này chính là cường độ tín hiệu mà client nhận được, nó tính theo giá trị âm. Đúng ra ở đây là phải có dấu trừ. Các bạn cứ hiểu ở đây là giá trị âm nhé. Chỉ số này tầm từ âm 67 trở lên là tốt nhất. Nếu client nào có signal từ âm 68 trở xuống, thì client này đang có kết nối Wi-Fi kém. Các bạn nên xem xét lại vị trí lắp đặt nhé.
Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo SSID để phát Wi-Fi cho người dùng và một số recommend nhé. Để tạo SSID, các bạn vào menu Configuration, Network, nhấn dấu cộng để tạo thêm SSID. Đặt tên cho SSID. Type thì các bạn chọn Wireless. Wired là do mạng dây. Primary Usage là chọn loại SSID, có 3 loại cho nhân viên, Voice và Get. Nó sẽ liên quan đến Policy và QoS. Thường thì các bạn sẽ chọn Employee. Trong trường hợp dùng các dịch vụ Voice thì các bạn chọn Voice, còn nếu mạng phát cho khách thì các bạn chọn Get. Khi các bạn chọn Get thì phần Security sẽ cho phép các bạn tạo Protocol cho Wi-Fi Marketing. Đây, nó sẽ cho phép các bạn tạo các trang chào dẫn đến một link cụ thể. Các bạn có thể tùy biến theo nhu cầu. Mình sẽ chọn Employee. Các bạn chọn Show Advanced Option để cài đặt một số thông số. Nó không bắt buộc nhưng mà các bạn có thể tùy chỉnh theo nhu cầu. Đầu tiên là mục Band. Mặc định SSID sẽ phát cả hai băng tần 2.4 và 5 GHz. Các bạn có thể chọn chỉ phát 2.4 hoặc là 5 GHz đều được nhé. Mục Bandwidth Limits này là để giới hạn băng thông. Ví dụ SSID này các bạn tạo cho khách thì các bạn có thể giới hạn băng thông cho từng khách hoặc theo radio cũng được. Phần Miscellaneous này sẽ có mục để các bạn ấn SSID nếu các bạn muốn bảo mật. Khi đó người dùng cần nhập cả tên SSID và password để có thể kết nối vào. Trong phần VLAN thì các bạn có thể tạo các VLAN để ép vào SSID. Khi đó thì cổng nối xuống Wi-Fi các bạn cần cấu hình trunking và native VLAN quản trị nhé. Nếu mà sử dụng giải mạng mặc định theo cổng đang cắm xuống AP thì các bạn chọn Network Assigned và Default. Khi đó thì client sẽ nhận IP DHCP từ trong mạng của bạn. Phần Security các bạn chọn Personal WPA2 và đặt password cho SSID. Phía dưới có một số tùy chọn cho Fast Roaming. Các bạn có thể bật để chuyển vùng nhanh hơn. Nhưng các bạn cũng cần phải đảm bảo là tất cả các client đều hỗ trợ Fast Roaming nhé. Nếu thiết bị nào không hỗ trợ thì có thể không kết nối được vào SSID. Do vậy các bạn cũng cần phải lưu ý khi bật Fast Roaming nhé. Mục Access cho phép các bạn chặn truy cập dựa trên IP hoặc dịch vụ. Mặc định sẽ là Allow All. Các bạn có thể chặn tùy vào nhu cầu. Nhấn Finish để tạo SSID. Sau khi tạo xong SSID thì SSID Setup Me sẽ bị xóa. Các bạn kết nối lại SSID mới tạo để truy cập vào Wi-Fi nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã có thể cung cấp Wi-Fi cho người dùng rồi. Có một số setting mà các bạn có thể chỉnh để tối ưu cho mạng Wi-Fi. Đầu tiên là trong mục RF. Mục Band Steering Mode, nếu Wi-Fi các bạn thiết kế phủ sóng tốt thì các bạn có thể chọn Prefer 5 GHz. Như vậy thì khi người dùng ở trong vùng phủ sóng tốt của băng tần 5 GHz thì nó sẽ ưu tiên kết nối với băng tần này hơn. Qua đó đạt được tốc độ tốt hơn, tránh trường hợp client chỉ kết nối vào 2.4. Một vấn đề nữa mà các bạn cũng có thể cài đặt đó là công suất phát của anten. Vẫn ở trong cái mục RF này, các bạn chọn Show Advanced Option. Kéo xuống dưới chọn Radio. Ở đây có 3 radio. Trong đó hai radio 2.4 và 5 GHz này được sử dụng để phát sóng Wi-Fi cho người dùng. Chọn Edit Radio. Có hai phần mà các bạn có thể chỉnh là Min Power và Max Power. Các thông số này càng cao thì Wi-Fi sẽ phát càng xa.
Tuy nhiên nó giống như con dao hai lưỡi, nên các bạn cần tính toán cẩn thận khi mà chỉnh thông số này nhé. Đầu tiên là các bạn phải xem thông số anten của Wi-Fi. Mình đang sử dụng AP505. Anten của nó mắc cũng chỉ được 21 dBm thôi, do vậy các bạn nên chỉnh thông số này không được quá 21 và đảm bảo nguồn cung cấp cho Wi-Fi đủ. Nguồn nó cũng ảnh hưởng đến nhiều tính năng trên Wi-Fi. Mức nguồn mà AP nhận được ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của AP, do vậy các bạn cũng cần xem datasheet của từng loại AP để xem yêu cầu cụ thể về công suất điện. Các bạn có thể xem ở phần power suộc này. Nếu sử dụng nguồn DC hoặc PoE cộng 30W thì AP sẽ hoạt động không có hạn chế nào. Nhưng nếu các bạn sử dụng nguồn PoE thường 15.4W thì sẽ có một số tính năng sẽ bị disable. Do vậy các bạn nên sử dụng nguồn cao nhất để đảm bảo không có hạn chế nhé. Ok, vấn đề thứ hai thì là nhiễu sóng. Như các bạn đã biết thì băng tần 2.4 GHz chỉ có 3 channel thôi. Băng tần 5 GHz thì nhiều hơn nhưng mà khoảng cách khác thì ngắn hơn. Do vậy khi nhiều AP có các vùng phủ sóng chồng chéo lên nhau thì sẽ gây ra hiện tượng nhiễu đồng kênh. Các bạn hình dung là 2.4 có 3 channel là 1, 6 và 11. Nhưng nếu khu vực đó có 4 Wi-Fi cùng phát 2.4 thì khi đó rõ ràng là không có đủ channel. Do vậy thì vùng giao thoa giữa 4 AP này sẽ bị nhiễu. Lúc này thì tốc độ mạng sẽ chậm đi rất là nhiều. Do trong một khu vực thì không chỉ có các bộ phát Wi-Fi của chúng ta mà còn nhiều AP của hàng xóm, của tầng trên rồi tầng dưới. Nên nếu các bạn chỉnh công suất phát quá cao, khoảng cách phát của các AP cũng được mở rộng thì việc nhiễu đồng kênh sẽ dễ xảy ra hơn. Khi đó thì tốc độ Wi-Fi sẽ còn chậm hơn ban đầu. Theo lý thuyết thì cứ giảm 3 dBm thì khoảng cách phát sẽ giảm một nửa. Các bạn có thể thấy trong mục setting bước nhảy cũng là 3. Do vậy mình khuyến nghị các bạn nên tăng 3 dBm một lần, sau đó test ok thì giữ nguyên cấu hình đó, chứ không nên tăng quá mức nhé. Đấy là một số recommend của mình thôi. Ngoài ra còn nhiều các cài đặt khác tùy thuộc vào hiện trạng thực tế tại khu lắp đặt của chúng ta. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trong guide của hãng nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình Wi-Fi Aruba dòng Unify sử dụng như một controller trong mạng để quản lý các AP khác. Nếu các bạn có yêu cầu hướng dẫn cấu hình tính năng nào trên Wi-Fi Aruba, hãy để lại comment nhé. CNTT Shop sẽ làm video trong thời gian sớm nhất. Hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm các video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.